Anh cứ đi thắng, anh ơi, tiền thối này anh ơi. À, thôi em cứ giữ đi, có 500 ngàn bày đặt thối cái gì. À, cái phần thi của mình đã chuẩn bị tới đâu rồi anh nhỉ? Thực ra thì cũng chả chuẩn bị gì nhiều. Đầu tư vừa vòng thi này có vài tỷ là đủ lấy giải nhất thôi. Hẳn là anh đã phải rất tự tin với lại cái phần thi của mình phải không ạ? Câu hỏi buồn cười nhỉ? Tự tin thì bổn cung đây có thừa. Còn tài năng thì cô biết, nhìn trên Facebook là biết đó. Hàng vạn người đang theo dõi quan tâm tôi còn gì. Thôi, tôi bận lắm, tôi phải đi đây. Có mà hàng nghìn người đang chờ tôi kìa. Hello everyone. Tôi là Candy Thắng, xuất thân trong dòng dõi danh gia vọng tộc. Thế nên SH không có cửa để tôi bước lên. Ở Việt Nam không ai đẹp bằng tôi. Tôi có rất nhiều cái nhất nha. Hot boy ít tóc nhất. Hot boy nặng ký nhất. Và hot boy ít tắm nhất. Nhưng mà tôi vẫn thơm, bởi vì tôi tắm bằng nước hoa Chanel 500 ngàn một lọ. Ai mà lấy cây búa mà gõ vào má tôi rớt tí phấn nào, tôi cho 10 tỷ. Này cậu kia, tôi MC mà tôi chưa được nói đây này, đi vào trong thi. À, dạ vâng, nhiệt liệt chào đón, rón rén chào mừng và tưng bừng phấn khởi khi tất cả chúng ta đang có mặt tại đây để đón xem buổi tường thuật trực tiếp cuộc thi tài năng gót thé lên thé xuống. Và sau đây xin mời quý vị khán giả vỗ tay to dã man để đón chào thí sinh đầu tiên mang số báo danh 02, Kenny Thắng. Dạ vâng, xin chào anh. Anh có thể chia sẻ lý do tại sao anh tham gia chương trình này không? Bổn cung đây đã nổi tiếng rồi. Nổi tiếng rồi đi về. Ê, nhưng mà bổn cung muốn nổi tiếng hơn. Anh mình đang ghi hình khiêm tốn lại tí. À không, em đến đây để giao lưu học hỏi là chính ạ. Trời phú cho tôi một giọng hát kinh điển. Khi tôi lên những nốt cao chót vót thì giống bằng kiểu, mà hạ xuống trầm bấm thì giống Quang Dũng. Còn khúc giữa giống ai? Lệ rơi. À, tôi thấy thú vị đấy, thôi anh thể hiện luôn đi. Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Một giây nữa thôi là ba giây rồi. Em ơi bao giờ mới được 10 giây? Ủa anh tập đếm à? Đó là phong cách riêng của tôi. Sao anh được hát chế lời như thế à? Ô thế không được à? Sau đây em sẽ được biểu diễn một tài năng khác. Đây mới là năng khiếu quan trọng này. Kể chuyện. Nghe xong câu chuyện này đảm bảo mọi người sẽ rất vui. Anh kể chuyện ngụ ngôn đúng không? Không. Chuyện ma. Nghe chuyện ma mà vui thì mới gọi là tài năng. Anh hiểu không? Đêm nay trời đổ mưa rất to. Vừa đến đầu đèo, Khang đã thấy dáng dấp của một thiếu nữ ở phía trước, mặc chiếc áo dài màu trắng, tóc xõa. Vốn không sợ ma nên Khang đã cho cô gái lên xe. Tình cờ Khang ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu, không thấy ai. Khang dẫm thắng, quay ngoắt gửi lại thì cô gái vẫn còn ngồi đó. Xe lăn bánh, Khang rót rét rón rén ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu lần thứ hai, bàng hoàng vì lại không thấy ai phía sau. Khang dẫm thắng thật nhanh và quay ngoắt người trở lại. Khang kinh hãi thét lên. Trước mắt Khang là khuôn mặt của một người đàn bà xõa tóc và hai mắt chảy ra hai dòng máu đỏ. Động kinh à? Cô gái mới nói với một giọng đầy giận dữ.
Cứ lần nào tôi cúi xuống cột dây giày ông đều giống thằng gấp là sao? Đầu tôi đập vào ghế máu cát chết dưới đây. Ôi giời ơi, anh kể cái câu chuyện gì mà nó chả ra sao cả thế? Hay mà. Gì mà hay? Ông không thấy hay nhưng mà khán giả vỗ tay rầm rầm đấy. Trao giải đi. Trao giải gì? Mình thỏa thuận với nhau rồi mà. Thỏa thuận cái gì? Bây giờ lương tâm tôi không cho phép, tôi không trao giải cho anh được. Anh quay giùm em cái đoạn này quan trọng. Hi, Candy xin chào tất cả các bạn. Cả nhà đang làm gì đó? Hôm nay Candy rảnh lắm, không có chuyện gì làm. Candy quay clip để chửi mấy cái người kiếm chuyện chứ Candy. À, cái đó bỏ đi ha. Cái này là phần quan trọng nè. Trời ơi, đến giờ phút này tao nói thẳng á, tao trả mày 1 tỷ đồng. Nguyên cái ekip này tao cũng bỏ tiền ra 6 tỷ đồng về đây tao dạy cho tao không trao được hả? Bỏ đi mày. Thôi, giận lên mấy chút xíu vậy thôi, không có ác ý gì hết trơn á. Bye bye mọi người. Thôi bây giờ mệt quá, bây giờ tôi còn đi về với vợ con tôi đây. Anh ơi, đoạn này quan trọng, quay cận cảnh vào. Anh ơi, cho em xin một cơ hội được không anh? Em là thảm họa mạng, mọi người đã rất ghét em và mọi người kỳ vọng em rất nhiều. Hãy cho em một cơ hội để em làm lại cuộc đời đi anh. Em xin anh đấy. Tôi lại anh. Tôi cũng lại anh. Tôi lại anh. Tôi cũng lại anh. Hai đứa lại nhau. Thôi. Anh biết những cái thành phần như anh nó gọi là cái gì không? Là gì? Là những cái thằng ảo tưởng sức mạnh đấy. Đây chỉ là một cái bãi đất hoang thôi. Rồi anh nói là đầu tư 6 tỷ. Tôi chỉ là một cái anh MC đám cưới ở quê thôi. Trả tôi 95 nghìn chứ không được 100 nghìn nữa. Rồi anh kể tôi là anh cho tôi 1 tỷ để anh lôi tôi vào những cái trò lố lăng như thế này. Anh như thế này anh nổi tiếng thật đấy. Nhưng mà người ta biết tới anh ấy chỉ là biết những cái tiêu cực thôi. Tôi muốn những cái người nổi tiếng về thật sự có tâm có tài để phục vụ khán giả. Tắt hết máy quay đi. Xin lỗi tất cả các bạn, bởi vì tôi đã lôi các bạn vào trò lố bịch này. Mọi thứ cần phải đến từ một giá trị thật. Tôi sẽ thay đổi. Còn các bạn trẻ, những người đang có ý định nổi tiếng, dùng những trò lỗ bịch như tôi, tôi khuyên là hãy dừng lại. Anh đứng lên đi. Mình nổi tiếng phải có cái tâm, hiểu không? Nhớ trả tôi 95 nghìn nhá. Ôi dồi ôi. Để tôi bắt xe về quê. À rồi, nhất trí.